Chào năm mới 2024, xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta đã bước sang một năm 2024 mới với rất nhiều dự định kế hoạch. Mở đầu chương trình đầu tiên của năm 2024, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị lời chúc mừng năm mới của đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ toàn tỉnh Thừa Thức Huế. Một mùa xuân mới lại đến và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 cũng đang dần về trên quê hương đất nước chúng ta. Trong thời khắc hết sức thiêng liêng và đầy cảm xúc này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, doanh nghiệp, cộng đồng người Huế xa quê lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Năm 2023 là năm dựa nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong bối cảnh đó, toàn đảng, toàn quân, và toàn dân ta đã đoàn kết nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức, gặt hái nhiều kết quả nội bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7,03%, thu ngân sách vượt trị tiêu được giao. Chúng ta đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, nhiều dự án công trình trọng điểm được đầu tư và đưa vào sử dụng hiệu quả. giường màu đô thị ngày càng khởi sắc, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng an ninh và trật tự xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Các chỉ số về quản trị và môi trường đầu tư của tỉnh đều thuộc nhóm đầu trên cả nước. Những kết quả đạt được rất đáng phấn khởi và tự hào. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận, chúc mừng và trân trọng cảm ơn toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, doanh nghiệp đã hết sức trách nhiệm, chung sức đồng lòng, vượt qua biết bao khó khăn tạo nên những thành công trong năm qua. Kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân tịnh nhà, Xuân Giáp Thìn năm 2024 mang theo những điều tốt đẹp về tương lai tươi sáng của quê hương đất nước. Năm 2024 cũng là năm quyết định sự thành công thực hiện nghị quyết Đại hội Tịnh Đảng Bộ lần thứ 16 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng của đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, Thừa Thiên Huế sẽ ngày càng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn để hoàn thành nhiệm vụ nghị quyết số 54 và nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đề ra. Một mùa xuân nữa lại về, không khí chào đón năm mới đang hòa vào niềm vui sum họp của mọi gia đình. Nhân dịp Tết đến xuân sang, kính chúc toàn thể đồng bào đồng chí chiến sĩ doanh nghiệp cộng đồng người huế xa quê đón một năm mới luôn mạnh khỏe nhiều niềm vui hạnh phúc và thành công chúc mừng năm mới